Chào mừng cô chú anh chị đang xem video của Nam ạ. Hôm nay thì Nam cũng muốn quay cho cô chú anh chị xem một cái mẫu bàn thờ hàng cao cấp, hay người ta còn gọi ở đây là cái mẫu sập thờ hàng liền cối. Thì bây giờ Nam sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị, kèm theo đó là có một số cái lưu ý cô chú anh chị cần biết khi đi mua những cái bộ sập thờ hàng cao cấp như thế này nhé. Bộ sản phẩm hàng cao cấp mà Nam muốn chia sẻ cho cô chú anh chị biết đây, cái bộ này là hàng liền cối, dài 2m17, sâu là 1m27. Và bên trên là Nam có làm cho gia đình chú là một cái cấp. Thì với chất liệu là gỗ hương đá thì cô chú anh chị nhìn cho Nam, nó màu nó đẹp đúng không? Rất là đẹp, màu gỗ hương đá, hương đá Nam Phi, vân rất là đẹp. Đấy. Bộ sản phẩm này thì gia đình chú là Nam có tư vấn là nếu mà để thêm ngai thờ bên trên thì sử dụng cấp rộng 42. Cấp này rộng 42, cấp này là cấp rời, mình có thể bê rời ra được nhá. Cấp rời rộng 42 thì mình để được cái ngai thờ lên bên trên cấp thì trông nhìn nó không bị che lấp bởi cái phần bên dưới này cô chú anh chị nhá. Dài 2m17, sâu 1m27. Hàng 10 phân liền. Có một cái điểm ở đây mà Nam muốn chia sẻ cho cô chú anh chị. Đó là đối với những cái hàng mà bình thường ấy thì là ở bên trên này Nam làm theo kiểu dạng cổ như này. Có những cái dạng cổ hàng máy sửa tay, có những hàng cổ hàng đục tay như thế này. Đấy, đây như này cổ lấy sâu vào thì Nam sẽ đục tay. Cô chú anh chị nhá. Có những cô chú anh chị thích cái hàng máy sửa tay thì lấy nông hơn. Nhưng mà nhìn nó đều nét hơn. Đấy là nên là nhiều cô chú anh chị là thích cái hàng máy sửa tay và có những cô chú anh chị thích hàng đục tay. Tuy nhiên, sang bộ sản phẩm bên này thì Nam muốn nói ở đây là Nam làm ở đây là thiết kế cho gia đình chú là cái cổ bên trên này làm hai cái tầng cổ chỉ dày 5 phân, nhìn lối đục nó sẽ thoáng hơn so với cái bộ sản phẩm bên kia, đúng không? Đây là tùy vào cái nhu cầu của chú chị nha. Đấy, thì ở đây là chú đặt cái bộ sản phẩm này là cái cổ hai tầng cổ chỉ này mình làm kiểu lộng thủng nên là lối đục nhìn nó thoáng hơn, và hàng dày 5 phân hai tầng cổ chỉ này giá thành nó sẽ cao hơn so với cái hàng đục tay mà hàng năm khung như này nha. Đấy, bởi vì là cả dạng ngang dạng tiền cơ, tính cả dạng ngang dạng tiền nên giá thành nó sẽ cao hơn cô chú chị ạ. Cùng là hai bộ hàng 10 phân liền nhưng mà cái bộ bên này này thì Nam thiết kế là lối bên trên hai tầng cổ chỉ nhá, như góc quay như thế này đúng không, thì cô chú chị nhìn cho Nam nó rất là đẹp đúng không ạ. Đây, Nam sẽ quay cái phần giả tiền cho cô chú chị xem bên trên cái tam cấp này bình thường là Nam khuyến mại, nhưng mà đây là cái hàng này là hàng đặt của chú làm cấp rất là rộng, cái tam cấp này rất là rộng và to. Đấy, cái hàng bình thường cũng là hàng ba cấp nhưng mà nó nhỏ hơn cái bộ này rất là cao và to của chú anh chị ạ. Sáng nay thì nhà Nam có tiếp một đoàn khách ở dưới Xuân Trường Nam Định, cũng cùng quê hương Nam Định chỗ Nam, thì chú có đặt một bộ sập thờ hàng dài 1m76 thôi. Hàng 1m76, đây bộ này 2m17, bởi vì là không gian nhà chú ấy chỉ có rộng dài là hơn 2m nên là 1m76 là rất phù hợp. Lý do vì là tính cái phủ bì này này cô chú anh chị ạ, rất nhiều lần Nam đã nói chia sẻ cho cô chú anh chị, cái bề này ví dụ đo ở 2m này là dài 2m17 nhưng cái phủ bì này nó còn ra này. Đấy nên là lưu ý một cái điểm như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Cái chất gỗ hương đá đây thì Nam cũng so sánh luôn cho cô chú anh chị đây. Cô chú anh chị nhìn sang bên này cho Nam. Cái vân gỗ đây, nhìn trên mặt đây, nếu quay vào trên mặt, quay gần vào trên mặt cho cô chú chị xem thì cái vân gỗ hương đá đấy thì nhìn rất là đẹp đúng không ạ. Quay dơ cao lên quay xuống đấy thì có phải là rất là đẹp không. Vân hương đá mặt hai lá hai tấm đấy, cái hương đá này màu nó đẹp rồi đấy, màu này sản phẩm màu rất là đẹp đúng không, khi lên màu nó chính xác như này 100% luôn. Có như nào Nam quay đúng như vậy cho cô chú chị xem nhá. Đấy, cái hàng này là hàng thuộc hàng cao cấp. Mẫu này á nó không đắt tiền bằng cái hàng vua sập thờ. Tuy nhiên nhá, cái hàng cũng là hàng 10 phân liền nhưng mà mẫu đục nhìn nó mềm mại hơn so với hàng vua sập thờ. Nếu mà cô chú anh chị nào thích mà những cái hàng mà nó dày dặn nhưng mà mẫu đục nó mềm mại thì cô chú anh chị có thể lựa chọn cái mẫu sập thờ mai điểu như thế này, hàng liền cối rất là đẹp. Cái phần dạ ngang dạ tiền Nam vừa chia sẻ cho cô chú anh chị biết nhá. Điểm cuối cùng mà Nam muốn chia sẻ cho cô chú anh chị ở đây đó là nếu mà trường hợp mà cô chú anh chị chỉ cần phía trên mặt bàn thờ chỉ cần sử dụng một cái bộ đỉnh đồng thôi thì có thể lựa chọn cái hàng cao 1m17 này
rộng 1m07 thì rất là phù hợp. Còn nếu mà nhu cầu của chú anh chị muốn đặt thêm một cái ngai thờ phía bên trên hoặc là khung ảnh bên trên tránh nó bị che khuất bởi phía đằng trước này, thì cô chú anh chị có thể lựa chọn thêm vị trí cấp. Có thể nếu mà ngai thờ thì có thể rộng 422, còn nếu mà khung ảnh thì có thể rộng khoảng 22. Đấy là vào kích thước lỗ ban số đỏ mà Nam nhà Nam hay làm cho khách, thì tùy vào nhu cầu cô chú anh chị sử dụng đó nhá. Thì trên đây thì Nam vừa chia sẻ cho cô chú anh chị cái mẫu sập thờ hàng cao cấp mà nhà Nam làm cho vị khách. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị quan tâm theo dõi video của Nam, và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ.